Mới đây, Janara chia sẻ loạt ảnh do mẹ cô chụp lên Instagram cá nhân. Trong ảnh, Janara mặc áo thun trắng để mặt mộc, làn da trắng hồng, mịn màng và căng mọng của nữ diễn viên khiến mọi người choáng váng. Ngắm Janara với đôi mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào, không ai tin cô đã 40 tuổi. Năm tháng dường như không để lại chút vết tích nào trên gương mặt của nữ diễn viên. Mỹ nhân này xứng danh nữ thần không tuổi. Thực tế, Janara đã vào nghề được 20 năm, từng gặp phải thất bại và muốn bỏ cuộc. May mắn được nhiều người quan tâm, cộng thêm sự kiên trì, nên cô vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Nữ diễn viên thừa nhận động lực lớn nhất giúp cô vượt qua khó khăn chính là đam mê diễn xuất. Khi được hỏi về vẻ đẹp mãi mãi tuổi đôi mươi của mình, Janara khiêm tốn nói, tôi có nếp nhăn mà, da của tôi mỏng nữa, không thể nói tôi trẻ như 20 được. Ngoại hình của tôi khá phù hợp với tuổi, tôi cũng dần già đi rồi. Janara cũng bật mí rằng, dù sở hữu gương mặt trẻ thơ, nhưng vì đã 40 tuổi vẫn không chịu hẹn hò, yêu đương, nên cô liên tục bị bố giục lấy chồng. Thật sự đối với chuyện này cô cũng bất lực, không biết phải chống đỡ làm sao. Tôi không phải người theo chủ nghĩa không kết hôn, chỉ là anh trai tôi kết hôn. Hai anh chị sinh ra đứa nhỏ, cuộc sống của tôi cũng màu sắc hơn, Janara cho biết. Janara ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2001. Sau khi chuyển sang lĩnh vực diễn xuất với hai bộ phim Cô Gái Thông Minh và Chuyện Tình Nàng Hề, cô vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu, thường xuyên qua lại giữa showbiz Hàn và Trung. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên lại tự tay hủy hoại tương lai tươi sáng của mình chỉ bằng một câu nói. Janara sinh năm 1981, có bố là diễn viên sân khấu nổi tiếng Hàn Quốc. Dưới sự tác động và thúc đẩy của cha cô, Janara từ khi còn trẻ đã lên sân khấu biểu diễn. Điều này đã đặt nền móng cho cô bước chân vào showbiz sau này. Năm 2000, Janara 19 tuổi đã trúng tuyển vào khoa kịch nói của trường đại học Seoul và chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ sau khi tốt nghiệp. Một năm sau, album đầu tiên của Janara được phát hành, doanh thu cao ngất ngưỡng, đã thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí còn giành được giải nữ ca sĩ mới xuất sắc nhất của năm. Tận dụng sức nóng, Janara đã phát hành album thứ hai Squid Dream và được tiếp tục đón nhận nồng nhiệt. Sau khi trở nên nổi tiếng, Janara đã tận dụng cơ hội để lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình. Bộ phim Cô Gái Thông Minh và Chuyện Tình Nàng Hề tiếp tục khiến tên tuổi và hình ảnh Janara phủ sóng khắp châu Á. Janara mới 21 tuổi đã có rất nhiều lời mời đóng phim và đóng quảng cáo ở cả Hàn Quốc đến Trung Quốc. Năm 2005, Janara vào Trung Quốc với tư cách là một ca sĩ với sự hỗ trợ của cha cô và dành một năm để phát hành album tiếng Trung One. Album nhận được phản hồi rất bình thường nhưng cô không từ bỏ và chuyển sang lĩnh vực khác. Vào thời điểm đó, Janara nhận đóng bộ phim cổ trang Công Chúa Bướng Bỉnh. Tư Đồ Tịnh vốn là nhân vật đáng yêu cộng với hình tượng nhí nhảnh xinh đẹp của Janara. Bộ phim vô cùng thành công, Janara trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Vai diễn Tư Đồ Tịnh của nữ diễn viên Hàn Quốc còn được so sánh với vai diễn Tiểu Yến Tử của Triệu Vy, có thể nói là vai kinh điển không thể thay thế. Janara sau đó còn được mời tham gia thu âm ca khúc chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh 2008 bởi sự nổi tiếng rất cao. Cô cũng trở thành người cầm đuốc thứ 65 của lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại Ga Seoul. Vốn dĩ có sự phát triển sự nghiệp rất rực rỡ, nhưng đến năm 2009, Janara đột nhiên biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ, tất cả chỉ vì một câu vạ miệng. Năm đó, Janara trở về Hàn Quốc để quảng bá cho bộ phim mới của mình và tham gia một chương trình tạp kỹ. Trong một phần trò chơi của chương trình, Janara đã tiết lộ thông tin rằng, để kiếm tiền bù lỗ các khoản đầu tư của cha, cô thường bay đến Trung Quốc để làm việc hết sức mình. Thế nhưng nhóm làm chương trình lại để dòng phụ đề gây rằng, mỗi khi thiếu tiền tôi sẽ đến Trung Quốc, khiến Janara gặp họa. Người nói vô ý nhưng người nghe lại cố tình. Lời nói của Janara liên tục bị cư dân mạng Trung Quốc ném đá tơi bời và họ cho rằng cô đến Trung Quốc để kiếm chác, hoàn toàn không tôn trọng khán giả xứ Trung. Dù Janara và cha cô liên tục xin lỗi và đính chính, người hâm mộ và cư dân mạng Trung Quốc không tha thứ. Sau này tất cả các bộ phim của Janara đều không đưa cô trở lại thời kỳ đỉnh cao như xưa. Đúng lúc ngột ngạt nhất, người đại diện của Janara đột ngột qua đời. Nữ diễn viên chỉ còn cách rút lui khỏi thị trường Trung Quốc và trở về Hàn Quốc phát triển. Song Janara trở về Hàn Quốc phát triển không mấy suôn sẻ và bộ phim truyền hình cô đóng chính cũng không tạo được sự chú ý lớn.